Vâng. Chào nhau nha. Kéo chán vãi lìn thầy. Ông thầy sĩ vai phải đi kéo thế vào. Vâng. Nhìn đường mà lên luôn đi. Nhìn cái dây đi đằng trước này mà lên luôn đi. Đây là một thuê bao 6 lít. Được rồi, đi thẳng đi. Đi thẳng, mày cứ đi thẳng theo cái cột kia. Cứ đi thẳng đi. Đây, ông thầy cho lúc sáng cho đi khảo sát thì bảo toàn cột tre này, nhưng mà ra toàn cột bê tông, không biết đây cột bê tông hay là cột tre nữa, chắc lừa mình. Ông thầy chơi đểu thật đấy. Bảo đây gần như là thẳng, ông thầy lại bảo đây nhiều vòng cua lắm, khó kéo. Đây, ông thầy khảo sát đây này, ông bảo cột tre này. Thế bên kia là cột gì? Cột bê tông. Vớ vẩn. Quy định thì mỗi một hộp thuê bao sẽ được triển khai được hai thuê bao trên 500m anh em nhé, và dưới 700m. Thì những cái thuê bao như này thì sẽ không được ưu tiên cái gì, chỉ là ưu tiên kéo đường mạng thôi. Ví dụ như sự cố thì anh em gọi lên thì sẽ không được ưu tiên, bởi vì cái này nó quá là xa, quá cái mức guideline để triển khai ấy. Đây, nhà khách hàng ở mãi cái góc bên kia kìa. Nhà... Bây giờ vừa kéo được tầm 200m. Kéo được 200m rồi. Đây, treo lên xe đi. Đoạn này là một cái đường thẳng nên tí là lên xe máy em đi. Thầy đẹp trai mẹ đi khảo sát như con cặc. Đây anh em nhá, đây bây giờ đang kéo được khoảng hơn 200m rồi. Ông thầy đang đi trước kéo sắp đến nhà khách hàng rồi đây. Lúc sáng trong thầy đi khảo sát qua cái thuê bao này thì ông thầy bảo là toàn cột tre, mình cứ tưởng là toàn cột tre. Lại báo bên kinh doanh là toàn cột tre, nhưng mà xong mình hôm bây giờ mình xuống này lại thấy ở đây có cột vuông này, có cái cột bê tông này. Đấy, ông thầy này vằn lắm, chết thật. Đang định đào tạo cho làm cán bộ nguồn mà như này thì hỏng hết. Đây nào, cái nhà mái đỏ kia này. Thuê bao dài hay thuê bao ngắn thì cái gói cước của nó cũng như thế anh em nhé, nó chả thay đổi cái gì cả. Những cái thuê bao xa này thì khi mà có sự cố thì sẽ không được ưu tiên như các thuê bao gần thôi, bởi vì nó quá cái ga lai triển khai. Bởi vì cái đường dây mà càng xa ấy, thì cái tỷ lệ mà sự cố ở trên đường dây này cao, cho nên là mấy cái thuê bao như này thì sẽ không được ưu tiên, chỉ là 24 giờ trong vòng xử lý, trong vòng 24 giờ không được.
được 3 giờ hoặc là hot VIP gì cả. Đấy. Anh em lưu ý là khi mà triển khai như này ấy, thì mấy cái thuê bao xa này thì sẽ không có cái ưu tiên gì cả. Đấy. Còn cái gói cước thì nó vẫn như vậy, vẫn như tất cả các thuê bao còn lại khác. Đây, đây nhà khách đấy. Còn một tí nữa là đến nơi. Đây, từ đây chạy ra tít ở ngoài cái góc kia là theo như Google đo thì là... Alo. Cái đường là 1i1 đấy chị. Đường 1i1 đấy. Có đuôi là 1i1 đấy. Có mỗi một cái là đuôi 1i1 thôi mà. Có hai cái mà, tao bảo một cái ở đường Hồ Chí Minh. À, đấy. Tuấn là D8 nữa. Hai cái à? Mà từ từ. Tuấn là Tuấn là D8. Tuấn là D1 à? Đấy là Tuấn từ từ. D8 à? Đây, tí nữa em gửi lại cho nhá. Bây giờ gọi, gọi, gọi như này là nó mất sóng, nó không có sóng. Ok ok. Thủy hợp tác xã. Sao đây? Nó bị sao đây? Nó bị sao đây? Tí nữa nó qua mà. Kéo dễ dàng như này mà ông thầy bảo khó kéo. Chán thật. Vâng. Tuấn ở D5 với lại Thủy hợp tác xã nông nghiệp 1i1. Úi, tạt mẹ mất. Đây anh em nhá, vừa 600m nhưng mà đoạn này nó dễ kéo. Vừa kéo tầm 10 phút đã đến nhà khách rồi. Ông thầy cho đi xe máy. Em nghe rồi. Book với lại ép vào nhá, mấy con ứng cứu của hai băng tần nữa. Đặt gần như hết anh ạ. Đấy đây em ấy nhá. Có em đặt 15.000. Cáp đầu phát. Đây đây thì em xem. Đầu phát này 421 671 này. 646 EVK ứng cứu, 670i ứng cứu này, 8045A5 ứng cứu. Vâng. Đấy, quay video 10 phút rồi, 10 phút đến nơi, lại ông thầy. Thế mà lúc sáng ông thầy dám bảo mình là thuê bao này nó, thứ nhất là nó xa thì xa thật, nhưng mà cái khoảng cách mà kéo nó dễ, anh em hình dung ra không? Tức là nó là một cái đoạn thẳng dễ kéo này mình triển khai luôn, không phải bàn gì. Chưa, cho tí nữa đi, cho ra tít cột kia để còn tí còn cắt dây chốt. Đây nhá, đây hết luôn. Mùa này là có sương mù này. Đấy, hết đầy bao quanh là ngọn núi này. Đấy. Đấy, rất nhiều trang trại. Được rồi em ơi, cắt đi, cắt đi. Lên đây thôi. Quá rồi. Cắt lên đây. Cắt xuống đâu có à? Đến đây thôi. Cắt đây. Cắt đây thôi. Anh không vào mà hỏi người ta đi.
về chỗ nào mà kéo cho nó đủ đi. Mệt à? Em nghe rồi. Anh thử đi bộ từ đây ra ngoài kia xem rồi ra. Có đặt cho anh, đặt 421 20 con đấy. 421 với kép D đây, em có nhắn. Với kép D, có đâu, mày thiếu mày có đâu. Thiếu có mà, 20 con đấy. 20 con đấy á? Vâng. À, thế là con 6 bao nhiêu chứ? 671 cũng 20 con. Rồi. Mất tính mờ à? Thiếu tao gửi cho mày làm gì có. Thế đây, đây 421 anh thấy. Thiếu tao gửi cho mày có đâu. Nhung ơi. Từ từ đây để em xem. Cái này hôm qua em lúc sáng em nhắn tin cho anh Hưng mà, có mà. Có đâu, thiếu tao gửi mày có đâu. Đây là phiếu đây à, phiếu suốt đây à. Đúng không? 671 cũng được. Hả? 671 cũng được. Được 20 con này cũng được. À. Thì nếu anh xin được thì cứ xin thôi. Đằng nào cũng thế. 621 với 421 như nhau mà. Vâng. Với anh đấu được 160 đi. Đúng rồi anh ạ, 671 với 421 nó như nhau mà, thiết bị giống nhau hết mà. Ờ, nó okay, để triển khai. Vâng, vâng. Chốt đi thôi. Đấy, sang cái chảo, anh nhìn thấy cái chảo kia là biết là vào nhà ở đâu rồi, nó ngay ở đấy thôi thì. Chốt đây đi, nhanh lên. Đây có một cách biện mới này, hay phết. Đưa đây cho anh bảo, để cầm máy. Bọn nó làm hay phết. Đây, tách mũi phát ở đây thôi. Xong tí buộc luôn, là xong. Đây này. Đấy. Này. Bên kia nhé. Đây này, hình diệu vậy. Đấy, xong biện vòng này, cho bên này thôi. Chắc lắm. Alo. Tuấn là D5 với cái thủy hợp tác xã nông nghiệp 1Y1 đấy. Cái nó có đuôi 1Y1 đấy. Ok, đây rồi, 215.000 đây à? Đúng rồi. Ok nhá. Cắt cái đường đấy may quá nhỉ. Suốt ngày đi sửa. Cắt hết luôn cái đường, hai đường suốt ngày đi sửa đấy á. Cái không, cái đường 1Y1 là cái đường ở chỗ trường dân tộc nội trú là hay đi sửa. À. Cái đấy có cả cái màn nhỉ? À, có cả tivi nhỉ? Đúng rồi, hồi trước ông lắp mà. Ờ, đã hiểu rồi. Qua okay phá cái gãy tham mà đây. Ờ, biết rồi, thế ông có bán cho đấy rồi. Ờ. Ok, ừ. Cảm ơn nhá. Ai okay. À, dạ, anh làm này. Cầm đi sao đây? Chọc thôi. Anh em nha, theo cái đường dây điện này thì chỉ cần chọc dây lên thôi. Bởi vì bản chất mấy cái cột này nó cũng kém, mình không treo lên được. Treo lên đặt một cái thang mà người 60 cân này. Chỉ có thầy tốt may ra mới treo được. Cân cho nên là trèo lên mấy cái này cột mà không cứng là ngã sấp mặt. Hả? Ông thầy này hay cãi. Ông thầy này giỏi cãi lắm. Anh em ạ. Ông là chuyên gia cãi. Vác thang đi em ơi. Vác thang đi. Vác thang đi anh chọc cho. Mày cứ vác thang sang bên kia đi anh chọc cho.
có cái sào đây nhỉ? Đây này. Nhỉ. Sống ngắt. Đây chọc lên đây thôi. Nhá. Thôi thôi, thôi, lạc lạc đưa mất chuột đi. Nhá. Ờ, cũng bật xiên. Nó đóng phí đâu tiền thôi ạ. Lạ lên mà tìm bạn nhé. Chuyện mày 2 tháng 1 tháng. Vâng, giấy ni nó hề lấy nó. Nhờ. Chốt, chốt hai đầu đi. Hả? Phải đeo. Đây, anh em thấy chuyên nghiệp không? Thầy chuyên nghiệp phết đấy. Thầy mà lại. Thầy sĩ. Anh có nhớ cái bài hát năm xưa không? Quên. Chân đêm giỏi đem phi. Làm nhanh lên đi. Anh em thấy ở trên quê mùa này ấy. Đấy, giờ này đã. Giờ này vừa có hơn 3 giờ, hơn 3 giờ sương mù đầy đầy trên ngọn núi ấy. À bây giờ mới là 3 giờ. 3 giờ 09. 15 giờ 09. Vừa mới lắp có mỗi một tí. Sắp xong đến nơi rồi. Theo ông thầy này, chết thật. Ông thầy làm ăn như này. Chết người.
Alo. Alo. Dạ. Làm sao? Thì tí nữa mới kéo được chứ. Alo. Chả nghe thấy cái gì. Tí nữa em gọi cho, lo gì mấy cái khách đấy. Chị yên tâm. Dồn để tí em gọi cho lần. Đấy, cột này đi. Bắt cột lót không bác? Không, kệ bắt cột này đi. Thằng này cãi đài nhỉ. Hay cãi đài đấy. Ở đấy thì bắt một chốt sang bên này thôi. À một chốt thôi. Thôi để tí nữa mới quay tiếp anh em nhá. Bây giờ ở đây đi chốt đã, đi chốt mấy cái dây này đã. Căn bản hôm nay quên đi cầm cái để đeo ở trên đầu. Nên đi chốt này hơi khó cầm máy.